Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra vô cùng khốc liệt trên chiến trường, khi cả hai bên vẫn không ngừng tấn công để giành bước trước đối phương. Bước sang năm thứ ba của cuộc xung đột, Ukraine vẫn chưa đạt được bước đột phá nào trên chiến trường khi rơi vào tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực, dần mất đi lợi thế sau khi mất đi thành trì chiến lược Avdiivka. Trước tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, thì trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RSI của Thụy Sĩ, khi được hỏi về vấn đề chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, giáo hoàng Francis đề cập đến việc Ukraine nên có dũng khí giương cờ trắng để đàm phán với Nga sau khi cuộc xung đột quân sự kéo dài hơn 2 năm qua giữa hai nước đã khiến cho hàng chục nghìn người thiệt mạng. Trong cuộc phỏng vấn, thì giáo hoàng Francis cho rằng mọi việc sẽ trở nên tồi tệ nếu không có bên nào có dũng khí giương cờ trắng và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Đó là một cách giải thích, và đó cũng là sự thật. Thế nhưng theo tôi, người mạnh nhất là người phải nhìn vào hoàn cảnh, nghĩ đến mọi người dân của mình, thể hiện được sự can đảm giương cờ trắng và đàm phán. Ngày nay, họ có thể đàm phán với nhau với sự giúp đỡ trung gian của một số quốc gia trên thế giới. Đàm phán là một từ mà tôi nghĩ là dũng cảm. Khi bạn thấy mình thất bại, khi mọi việc không còn được suôn sẻ, thì bạn phải có dũng khí để đàm phán. Người ta có thể cảm thấy xấu hổ, thế nhưng nếu không làm như vậy, thì sẽ có thêm bao nhiêu người nữa thiệt mạng trước khi tất cả mọi chuyện như thế này kết thúc. Vậy nên, cần phải đàm phán một cách kịp thời và tìm một quốc gia có thể đứng ra làm trung gian hòa giải. Trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, đừng ngại ngùng mà hãy bước ra đàm phán. Đây dường như là lần đầu giáo hoàng Francis dùng cụm từ cờ trắng và thất bại khi nói đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, dù ông từng nhiều lần kêu gọi đàm phán hòa bình. Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni sau đó cho biết là giáo hoàng Francis đã sử dụng thuật ngữ cờ trắng để biểu thị chấm dứt thù địch và một thỏa thuận ngừng bắn đạt được nhờ các cuộc đàm phán. Các giám mục Công giáo Đức ngày 11 tháng 3 đã kêu gọi Vatican làm rõ bình luận của giáo hoàng Francis về xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, thì Hội đồng Giám mục Đức nhấn mạnh quyết định cuối cùng tùy thuộc vào Ukraine sau khi xem xét cẩn thận khi nào đã đến thời điểm đàm phán hòa bình. Các giám mục Đức cho biết thật không may khi giáo hoàng Francis lặp lại từ cờ trắng, nhưng điều đó đã chứng minh là Đức giáo hoàng ủng hộ hòa bình lâu dài và công bằng ở Ukraine. Trước đó, thì giáo hoàng Francis đã nhiều lần đưa ra lời kêu gọi liên quan đến cuộc xung đột đang leo thang ở Ukraine và nhiều lần bày tỏ ý định đến thăm cả Nga và Ukraine. Tòa thánh Vatican cũng nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Phản ứng trước những bình luận trên, Ukraine từ chối lời kêu gọi của giáo hoàng Francis về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Trong bài phát biểu vào ngày 10 tháng 3, dù không đề cập trực tiếp đến giáo hoàng Francis, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có bóng gió nhắc đến các nhân vật tôn giáo đang giúp đỡ Ukraine và so sánh việc làm của họ với những lời kêu gọi đàm phán của Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Zelensky cho rằng đây chỉ là quá trình hòa giải ảo. Khi Nga bắt đầu cuộc xung đột này vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, tất cả người dân Ukraine đã đứng lên bảo vệ đất nước. Tất cả những người theo đạo Thiên Chúa, những người Hồi giáo hay người Do Thái, tất cả đều đã đứng lên. Tôi cảm ơn mọi tuyên úy của người Ukraine đang tại ngũ, đang trong lực lượng phòng vệ ở tiền tuyến để bảo vệ cuộc sống và cả nhân loại. Họ ủng hộ chúng tôi bằng những lời cầu nguyện, bằng các cuộc thảo luận và bằng hành động. Đó thật sự là nhà thờ với người dân, chứ không phải ở đâu đó cách đây 2.500 km, có sự hòa giải ảo nào đó giữa những người muốn sống và những người muốn loại bỏ bạn. Bên cạnh phát ngôn của Tổng thống Zelensky, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã viết trên nền tảng mạng xã hội X cho rằng kẻ mạnh trong bất kỳ tranh chấp nào phải là người chiến đấu cho phe chính nghĩa hơn là cố gắng hòa giải và gọi đó là đàm phán. Ngoại trưởng Kuleba nhấn mạnh lá cờ của Ukraine có màu vàng và màu xanh và đây là lá cờ mà Ukraine sẽ cùng sống, cùng chết và cùng chiến thắng. Ukraine sẽ không bao giờ giương cao bất kỳ lá cờ nào khác. Ông Kuleba đồng thời kêu gọi Vatican tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ và hỗ trợ Ukraine cũng như là người dân nước này. Người đứng đầu giáo hội Công giáo Đông Phương có 5 triệu thành viên của Ukraine, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk cũng bác bỏ những bình luận của giáo hoàng. Theo Đức Tổng giám mục Shevchuk thì Ukraine bị thương nhưng chưa bị chinh phục. Ukraine kiệt sức nhưng vẫn đứng vững và sẽ đứng vững, không có ai có ý định đầu hàng.
Ngày 11 tháng 3, Bộ Ngoại giao Ukraine đã mời đại diện của Tòa Thánh Vatican tại nước này, ông Vitvandat Kulbokas, sau khi Giáo hoàng Francis đề cập trên truyền thông việc Ukraine nên có dũng khí dương cờ trắng để đàm phán với Nga. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Kulbokas được thông báo rằng phía Ukraine thất vọng với phát ngôn của Giáo hoàng về việc Ukraine nên có dũng khí dương cờ trắng và sự cần thiết phải thể hiện lòng can đảm và tiến hành các cuộc đàm phán với Nga. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, thì đây được coi là lời kêu gọi Kiev đầu hàng. Không chỉ phía Ukraine lên tiếng phản pháo lại những bình luận của dương cờ trắng để đàm phán với Nga, một số quan chức châu Âu ủng hộ Ukraine cũng đã lập tức lên tiếng sau lời kêu gọi đàm phán của Giáo hoàng Francis. Trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters vào hôm 11 tháng 3, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cho biết, ông không đồng tình với đề xuất của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán với Nga chấm dứt xung đột. Cuộc chiến này về cơ bản có thể kết thúc theo ba cách. Một là Tổng thống Putin có thể ngừng chiến dịch quân sự và khi đó chúng ta sẽ có hòa bình. Hai là Ukraine có thể ngừng phản công, nhưng khi đó họ sẽ phải đầu hàng và đầu hàng thì không phải là hòa bình. Cách thứ ba, đó là có một giải pháp thương lượng nào đó, trong đó Ukraine chiếm ưu thế với tư cách là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, và cách duy nhất để đạt được điều đó là Tổng thống Putin nhận ra rằng ông ấy sẽ không thắng thế trên chiến trường. Và cách để đạt được điều này chính là cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bởi vì những gì diễn ra xung quanh bàn đàm phán gắn bó chặt chẽ với sức mạnh trên chiến trường. Không ai muốn hòa bình hơn người Ukraine cả. Họ đang đau khổ hàng ngày vì chiến tranh, nhưng họ muốn hòa bình. Thế nhưng đồng thời, họ cũng muốn là một quốc gia có chủ quyền, độc lập. Và cách duy nhất để đảm bảo điều đó là hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vậy bây giờ không phải là lúc nói về việc dương cờ trắng. Đây không phải là lúc nói về việc người Ukraine đầu hàng. Đó sẽ là một thảm kịch đối với người dân nước này. Điều đó cũng sẽ nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Cùng quan điểm với Tổng thư ký NATO, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevičs và Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorski cũng đã lên tiếng thể hiện sự ủng hộ của mình với Ukraine. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11 tháng 3 cho biết, những bình luận của Giáo hoàng Francis về việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine cũng tương tự như là những lời kêu gọi mà Moscow nhiều lần đưa ra trước đây. Theo như tôi hiểu, có một bối cảnh mở rộng hơn trong các tuyên bố của Giáo hoàng, nhưng nhìn chung, ý tưởng mà Giáo hoàng nói đến là điều khá dễ hiểu. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói về sự sẵn sàng và cởi mở của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán, và đây là cách được ưu tiên. Nhưng thật không may, cả những tuyên bố của Giáo hoàng và những tuyên bố lặp đi lặp lại của các bên khác, bao gồm cả của chúng tôi, gần đây đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía chính quyền Kiev. Có thể nói, họ không cho phép khả năng tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào, bao gồm cả việc thu hút sự ủng hộ cho chính họ. Từ sự đảm bảo của nhiều nước châu Âu rằng sẽ tiếp tục làm mọi cách để khiến Nga phải chịu điều mà họ coi là một thất bại chiến lược không thể tránh khỏi. Đây là ảo tưởng lớn nhất, sai lầm lớn nhất và diễn biến của các sự kiện chủ yếu trên chiến trường đã cho thấy rất rõ điều này. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho rằng lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt xung đột là thông điệp gửi đến các đồng minh của Ukraine ở phương Tây. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Giáo hoàng đã yêu cầu phương Tây gạt tham vọng sang một bên và thừa nhận những sai lầm của mình. Bà Zakharova cho rằng phương Tây đang sử dụng Ukraine như là một công cụ để làm suy yếu Nga. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, tình hình ở Ukraine hiện nay đã đi vào ngõ cụt. Do vậy, Ukraine và các đồng minh nên từ bỏ tham vọng đánh bại Nga trên chiến trường. Bà khẳng định thêm, Nga chưa bao giờ phản đối đàm phán. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, thì các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev đều không xảy ra trước sự phản đối từ Ukraine và phương Tây. Tháng trước, thì hãng tin Reuters của Anh đưa tin cho biết là đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Putin ở Ukraine nhằm đóng băng xung đột đã bị Mỹ bác bỏ sau các cuộc tiếp xúc giữa các bên liên quan. Ukraine tuyên bố là nước này đang chiến đấu cho sự tồn vong của mình và sẽ không dừng lại cho đến khi các binh lính cuối cùng của Nga bị đẩy lùi khỏi lãnh thổ.
Tổng thống Zelensky tuần trước cho biết là Nga sẽ không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ. Trải qua 3 năm chiến sự, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa có lối thoát nào để tiến tới đàm phán. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế hơn bao giờ hết bởi những chiến thắng lớn của ứng cử viên Donald Trump trong vòng bầu cử sơ bộ. Một số nhà ngoại giao từ các nước thành viên NATO cảnh báo là NATO có thể sẽ phải đối mặt với khả năng Mỹ rút khỏi liên minh nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử vào tháng 11 tới, và các nước thành viên liên minh quân sự cần chuẩn bị cho một kịch bản như vậy. Một quan chức khác cho rằng NATO đang quá phụ thuộc vào Mỹ. Trước đó, một số cựu quan chức cấp cao của Mỹ cũng cho rằng Mỹ có thể rút khỏi NATO nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng một lần nữa. Ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ giải quyết xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ năm nay bằng con đường đàm phán. Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ sự lo lắng nếu ông Trump tái đắc cử trong nhiệm kỳ tới, bởi vì nếu thực tế đấy xảy ra thì Mỹ rất có thể sẽ giảm bớt hỗ trợ cho cả Ukraine và thậm chí là cả NATO. Thưa quý vị, tất cả những sự kiện vừa rồi cũng mới chỉ được chúng tôi đưa đến quý vị dưới một góc nhìn khách quan, và để có thể biết được là kết quả của cuộc bầu cử Mỹ hay là có những đoán định tiếp theo về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì chúng ta vẫn phải đợi những diễn biến tiếp theo của hai sự kiện này. Ngày 11 tháng 3 đã diễn ra lễ thượng cờ Thụy Điển tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở thủ đô Brussels, Bỉ. Và như vậy, Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO, đặt dấu chấm hết cho hơn 200 năm trung lập. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh Thụy Điển đã có được vị trí xứng đáng trong khối này, đồng thời khẳng định việc Thụy Điển gia nhập NATO một lần nữa cho thấy cánh cửa của liên minh quân sự vẫn rộng mở với các quốc gia có mong muốn gia nhập. Về phần mình, Thủ tướng Thụy Điển nhấn mạnh, nếu không có sự hỗ trợ và cam kết cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không có mặt ở đây. Tôi biết bạn cũng sẽ nỗ lực như vậy cho bất kỳ quốc gia ứng cử viên nào. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là khiến chúng tôi cảm thấy đặc biệt, thì bạn đã thực sự thành công. Cảm ơn bạn cùng tất cả các đồng minh NATO đã ủng hộ tư cách thành viên của chúng tôi và những người hoan nghênh Thụy Điển là thành viên thứ 32 của liên minh. Chúng tôi rất khiêm tốn nhưng cũng tự hào. Trước đó, vào tháng 5 năm 2022, Thụy Điển đã đệ đơn gia nhập NATO sau gần 200 năm không xảy ra xung đột kể từ năm 1814. Với việc gia nhập NATO, Thụy Điển sẽ phải cam kết dành ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, với việc tăng gấp đôi chi tiêu quân sự trong 4 năm trở lại đây, Thụy Điển có khả năng thực hiện cam kết. Ngoài ra, Thụy Điển cũng đã ký một thỏa thuận vào tháng 12 năm 2023 cho phép Mỹ có quyền tiếp cận 17 căn cứ quân sự trên đất nước này. Thưa quý vị, tình hình an ninh tại Haiti đang xấu đi nghiêm trọng khi các băng nhóm vũ trang kiểm soát gần như hoàn toàn thủ đô Port-au-Prince và duy trì cuộc chiến bạo lực chống lại chính quyền. Nhiều quốc gia đã sơ tán công dân khỏi quốc gia này, trong khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã đệ đơn từ chức. Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã đệ đơn từ chức. Việc từ chức sẽ diễn ra sau khi Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp được thành lập và một thủ tướng lâm thời được bổ nhiệm. Thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp kín của cộng đồng Caribe tại Jamaica để thảo luận về khuôn khổ của quá trình chuyển tiếp chính trị tại Haiti. Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo khoản tài trợ bổ sung 100 triệu đô la cho việc triển khai lực lượng đa quốc gia tới Haiti, cùng 33 triệu đô la viện trợ nhân đạo. Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ đồng thời công bố, đề xuất chung được các nhà lãnh đạo Caribe và tất cả các bên liên quan của Haiti nhất trí nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi chính trị tại nước này. Lý do chúng ta gặp nhau tại đây là cuộc khủng hoảng chính trị, bạo lực leo thang và bất ổn ngày càng tăng tại Haiti. Điều này đã tạo ra một tình thế không thể giải quyết được cho người dân Haiti. Tất cả chúng ta đều biết rằng cần phải có hành động khẩn cấp trên cả hai phương diện chính trị và an ninh để giúp ổn định tình hình và tìm ra hướng đi đúng đắn cho đất nước và người dân Haiti. Đề xuất chung nhận được sự ủng hộ của cộng đồng Caribe. Theo Tổng thống William Irfan Ali, Haiti đang trên bờ vực thảm họa. Các nước phải hành động nhanh chóng và quyết đoán. Đây là một điểm quan trọng trong lịch sử vùng Caribe. Người dân Haiti đang phải chịu đau khổ khi những nhu cầu cơ bản nhất của họ không được đáp ứng và đang bị giết hại một cách bừa bãi. Quá nhiều người đã phải chạy trốn, trong khi phụ nữ bị xâm hại và trẻ em bị tổn thương. Cộng đồng Caribe không thể khoanh tay đứng nhìn những gì đang xảy ra.
Tình trạng an ninh tại Haiti đang xấu đi nghiêm trọng khi các băng nhóm vũ trang kiểm soát gần như hoàn toàn thủ đô Port-au-Prince. Chỉ trong chưa đầy một tuần qua, ít nhất 15.000 người dân Haiti đã phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn làn sóng bạo lực. Tình trạng mất an ninh trầm trọng cũng khiến nguồn cung nguyên liệu, vật tư và oxy y tế cạn kiệt. Chính phủ Haiti hồi tuần trước đã gia hạn thêm một tháng tình trạng khẩn cấp ở khu vực thủ đô Port-au-Prince và các khu vực lân cận, trong khi lệnh giới nghiêm ban đêm bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 tháng 3. Liên minh châu Âu đã sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Haiti sau khi Mỹ thông báo đã đưa các nhân viên ngoại giao không thiết yếu về nước. Trước đó, Pháp, Canada, Mexico, Tây Ban Nha đã tạm thời đóng cửa các đại sứ quán ở Haiti, hủy mọi cuộc làm việc và khuyến nghị công dân sớm tìm cách trở về, tích trữ nhu yếu phẩm và không ra ngoài khi không cần thiết. Bahamas rút phần lớn nhân viên khỏi đại sứ quán ở Port-au-Prince, phong tỏa khu vực phía nam đất nước và sẵn sàng đối phó với dòng người từ Haiti tràn sang. Nhiều quốc gia Caribe khác như Jamaica, Cộng hòa Dominicana đã tăng cường an ninh biên giới và đình chỉ tất cả chuyến bay tới Haiti. Một con tàu vận chuyển gần 200 tấn thực phẩm đã rời cảng ở Cộng hòa Sip vào ngày 12 tháng 3 để tới Gaza. Đây là một trong những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm mở tuyến đường biển để viện trợ cho Gaza khi viện trợ bằng đường hàng không đem lại nhiều rủi ro. Con tàu từ thiện Open Arms được nhìn thấy đang rời cảng Lakana ở Cộng hòa Sip, kéo theo một xà lan chở thực phẩm, bao gồm gạo, bột mì, đậu lăng, cá và thịt đóng hộp. Các quan chức Sip cho biết, hành trình dài 320 km qua phía đông Địa Trung Hải đến Gaza bằng xà lan có thể mất tới 2 ngày. Trước đó, con tàu này đã mắc kẹt ở Sip 3 ngày do một số trở ngại kỹ thuật. Sự chậm trễ trong việc khởi hành của tàu viện trợ là minh chứng cho thấy sự phức tạp của việc cung cấp viện trợ cho Gaza thông qua các phương tiện đường biển. Israel đã nhiều lần bị cáo buộc không nỗ lực tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo cho 2,3 triệu người của Gaza. Sau 5 tháng xung đột, Liên Hợp Quốc cho biết 1/4 người dân ở vùng lãnh thổ bị bao vây của Palestine đang trên bờ vực chết đói. Hôm 9 tháng 3, Bộ Y tế địa phương cho biết 23 người, trong đó có một số trẻ em, đã tử vong vì mất nước hoặc suy dinh dưỡng trong 10 ngày trước đó. Các nỗ lực cung cấp viện trợ cho Gaza diễn ra trong bối cảnh ngày 11 tháng 3, người dân Palestine đã bắt đầu tháng thánh lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo trong cái đói và tương lai mờ mịt. Chúng tôi không biết phải nấu gì, không có thức ăn, không có ga. Chúng tôi ra khỏi lều dưới trời lạnh để đốt lửa sưởi ấm và không biết có thể ăn gì. Chúng tôi không muốn viện trợ. Chúng tôi chỉ muốn ngừng bắn. Việc mở hành lang biển do EU hậu thuẫn cùng các đợt viện trợ từ Mỹ, Jordan và các quốc gia khác phản ánh nỗi thất vọng ngày càng tăng ở ngay cả những đồng minh thân cận nhất của Israel. Các chuyên gia cho rằng Tel Aviv chưa đủ nỗ lực để cung cấp viện trợ cho dân thường đang tuyệt vọng ở Gaza. Số lượng xe tải viện trợ vào lãnh thổ này bằng đường bộ trong 5 tháng qua thấp hơn nhiều so với con số 500 xe mỗi ngày trước xung đột. Theo mô hình dự báo bầu cử được Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga thực hiện, đương kim Tổng thống Vladimir Putin có thể nhận được hơn 80% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Theo dự báo này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay là 71%. Ông Vladimir Putin có thể nhận được 82% số phiếu bầu. Kết quả tương tự cũng được đưa ra theo một dự báo khác của Quỹ Dư luận Xã hội sau cuộc khảo sát thực hiện trong các ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 3 với 1.500 người. Theo luật bầu cử tổng thống của Liên bang Nga, việc công bố các cuộc thăm dò dư luận liên quan đến bầu cử tổng thống bị cấm trong vòng 5 ngày trước ngày bỏ phiếu cuối cùng và trong các ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga thông báo cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, và đây cũng là lần đầu tiên bầu cử diễn ra trong 3 ngày.